Tập 1 Fujisuki đã là người đi làm rồi nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn chẳng có gì thay đổi cả Từ thời đi học đã được coi là con người cực kỳ điềm tĩnh trong mắt bạn bè So với người khác Fujisuki rất ít bộc lộ cảm xúc trên con đường rực rỡ hoa anh đào giữa mùa xuân không hiểu sao tự nhiên lại có tuyết cô đã gặp gỡ một anh chàng tóc trắng kỳ lạ với đôi chân bị đông cứng vì băng đá thì ra là vì hôm nay anh có lễ đón nhân viên mới nên hơi lo lắng khiến chân cứ thế đóng băng không thể nhúc nhích nên đang ngắm hoa anh đào để tâm trạng ổn định trở lại fuhutsuki có đem theo trà nóng liền rót thử vào đó cơ mà hoàn toàn không có tác dụng rồi cô muốn mời anh một cốc cũng như một chiếc kẹo cao su hai người ăn cùng nhau sau một hồi cuối cùng nó cũng nứt ra, thật ra anh chàng này là hậu duệ của nữ chúa tuyết Yuki Onna. Chỉ cần tâm trạng không ổn định là sẽ tỏa ra băng tuyết ngay. Mọi người thường nghĩ anh thích mùa đông nhưng thật ra anh rất thích mùa xuân trăm hoặc khoai sắc. Sau khi cảm ơn về tách trà hai người tạm biệt nhau, nhớ lại trước đây bạn bè toàn nhận xét Fujisuki rất điềm tĩnh chả bao giờ biết ngạc nhiên và có lẽ không thích ai hết. Nhưng bỗng nhiên lại được gặp một kiểu người chưa từng thấy trong đời, khiến cô thắc mắc liệu còn được gặp lại anh ấy không. Về phía anh chàng băng giá kia cái chuyện căng thẳng đến đóng băng đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng lần đầu được gặp một người thân thiện và dịu dàng như vậy đã đến công ty anh ngỡ ngàng vì cô gái đó lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Fuzutsuki quay lại thì nhận ra và hai người với gương mặt lạnh tanh chào hỏi nhau. Nhưng thật ra trong đầu thánh đang vô cùng sung sướng vì chuyện kỳ tích này, một cô gái từ đằng sau tự nhiên thấy có tuyết lại rất khoái. Cô ấy là Komori hậu duệ của loài yêu hồ Joko anh chàng hậu duệ của nữ chúa tuyết của chúng ta là Himuro. Còn anh chàng này là Saejima và cả Saejima lẫn Fujutsuki đều chỉ là người bình thường. Komori thấy ông trưởng phòng thì thắc mắc ông ấy có phải hậu duệ của tượng Phật không vì nhìn giống quá. Tối đó trở về nhà Fujutsuki lại trò chuyện với con mèo Niamero như mọi khi. Cô tâm sự hôm nay mình được gặp nhiều người lắm và có cảm giác sau này mọi chuyện sẽ thay đổi. Rồi quay ra ngắm mặt trăng sáng rực đêm nay. Về phía Himuro cũng đang ngắm trong mà mong đợi ngày mai sẽ đến sớm. Ngày hôm sau vì tập trung làm việc quá mà tuyết của anh bay tùng lung khiến Fujitsuki có hơi lạnh, nhận thấy bức ảnh bông hoa cô đoán anh rất thích hoa. Đúng là vậy nhưng tiếc là cứ mỗi khi đến gần thì chúng sẽ đóng băng nên anh không thể chạm vào hoa được. Trở về nhà lập tức Fujitsuki tra trên mạng tìm cách nào đó và ngày hôm sau cô đã vác đến công ty một túi rơm lót dùng làm vườn. Nó là thứ rất tốt giúp thực vật không bị héo do sương muối nên anh có thể dùng nó để chạm vào hoa. Himuro thắc mắc cô đã vác cả bó rơm này mà đi làm sao, nhưng Fujitsuki đã cố tình chọn chuyến tàu sớm nhất để không làm phiền mọi người. Đây là lần đầu cô được thấy nụ cười của Himuro, ngay khi vừa rời đi thánh của chúng ta lập tức đỏ bừng mặt vì Fujitsuki dịu dàng quá sức. Anh yêu cô ấy muốn chết mất thôi. Trong giờ nghỉ trưa Himuro cứ chăm chú xem thứ gì đó đến nỗi tuyết lại bay đầy xung quanh. Thì ra anh rất thích mèo nhưng nếu hào hứng quá sẽ tạo ra băng vì vậy không thể chạm vào chúng được. Himuro luôn cảm thấy thư thái khi xem video về mèo. Nếu vậy, Fujisuki cho anh xem thử con mèo nhà mình khiến Himuro càng muốn được vớt về hơn. Và thế là hôm sau tới công ty cô đã đem theo mấy cọng dâu mà thi thoảng con mèo nhà mình bị dụng. Nhặt từng cọng rồi gom lại cho anh sờ tạm thay vì sờ vào mèo. Với lại lông mèo có thể làm bùa hộ mệnh mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh không hiểu sao cảm giác tặng bùa cho con trai lại xấu hổ đến vậy nói rồi cô rời đi. Thánh của chúng ta lại tiếp tục gào hét trong đầu Fujutsuki đáng yêu hết sức. Trở về nhà, Himuro lại suy nghĩ Fujutsuki thực sự quá dịu dàng nên muốn làm gì cho cô ấy. Vậy nên hôm sau anh đem món sô-cô-la cam hạt rẻ cười đến tặng. Đó là phiên bản giới hạn mà lần trước Fujutsuki từng nói muốn ăn thử. Cô biết cái này ở rất nhiều nơi đều hết sạch không thể mua được. Mặc dù đã tốn mất một tuần đi tìm tất cả cửa hàng nhưng Himuro chỉ nói mình tình cờ mua được thôi. Nhưng đâu thể giấu được Fujisuki cô thầm hiểu trong đầu rồi. Được cô ấy cảm ơn làm anh muốn chết mất, chưa hết Fujisuki còn khen người tuyết của anh rất đáng yêu nữa. Thôi xong nhiệt độ của Himuro đang giảm xuống cực mạnh dù tặng quà nhưng anh mới là người vui hơn gấp bội. Hôm nay do đã làm mất tài liệu mà tốn cả ngày mới chỉnh sửa xong nên tâm trạng xuống dốc, mỗi lần như vậy Himuro sẽ tự nhốt mình trong căn nhà tuyết, mặc dù trưởng phòng đã nói ngày mai xử lý lại là được nhưng bản thân cậu vẫn rất nghiêm túc cố làm nốt. Fujisuki ngó đầu vào hỏi anh sẽ tăng ca sao và ngỏ ý muốn giúp Himuro một tay, căn nhà tuyết bị tan chảy trong chớp mắt anh đáp không cần đâu. Thế nhưng khi mọi người đã về hết Fujisuki đem tặng Himuro một lon cà phê khuyên anh đừng quá sức. Được cô ấy lo lắng cho mình lại làm thánh của chúng ta vui sướng đến nỗi đóng băng cả lon cà phê. Hôm sau mặt xa Sa, Ejima đỏ bừng vì bị cảm và hơi sốt. Himuro khuyên bạn cứ về sớm đi nhưng tiếc là danh sách công việc vẫn còn rất nhiều. Vậy thì Himuro tạo ra một miếng dán hạ sốt thủ công rồi cuộn lại định buộc lên đầu, nhưng thấy không ổn chút nào nên Sa Ejima từ chối. Đã vậy Himuro quyết định làm hộ phần công việc luôn để anh đồng nghiệp có thể về sớm. Thậm chí Himuro còn nhận phần nhiều hơn về mình. Fuzutsuki tình cờ chứng kiến thì khen anh thật tốt bụng. Được cờ rút khen thì làm gì còn niềm vui nào sung sướng bằng. Tối đó trở về nhà đây là lần đầu Niamero chịu chui vào căn nhà của mèo. Cô định chụp ảnh làm kỷ niệm thì nó lại bò ra luôn. Vậy là đã tròn một tháng kể từ khi bốn người mới bước vào công ty lần đầu gặp nhau. Về phía thánh của chúng ta tất cả những thứ được Fuzutsuki tặng anh đều trang trí trong nhà thậm chí là lon cà phê. Cứ nghĩ tới cô ấy lại muốn đi làm ghê. Địa điểm du lịch cho các nhân viên mới đã được quyết định đó là tại Okinawa 4 ngày 3 đêm. Tập 2 Komori vô cùng phấn khích muốn đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi này thế nhưng về phía himuro lại khác anh đã đông cứng người lại vì lo lắng mặt tâm lý tại một khu du lịch với biển xanh cát trắng như vậy chắc chắn anh sẽ phấn khích không thể kiểm soát được cảm xúc mất himuro không thể đi được để đề phòng lỡ có đóng băng hết cả bãi biển anh luôn mong muốn một ngày nào đó được thử tận hưởng âm thanh tuyệt vời của sóng biển Fujitsuki liền về tra thử trên mạng tìm cách và ngày hôm sau cô đem tới một món đồ tự làm. Thứ này là chống tiếng sóng được bỏ đá và hạt đậu vào bên trong. Mà chỉ cần lắc lên sẽ nghe thấy âm thanh biển cả. Anh có thể dùng nó để làm quen với tiếng sóng biển cũng như nó còn tác dụng làm dịu trái tim nữa. Nghĩa là sau khi đã làm quen với tiếng sóng thì anh phải đi Okinawa cùng mọi người. Nếu Himuro không tới cô sẽ thấy cô đơn lắm. Ngay khi Fujitsuki rời đi thánh lại tiếp tục đỏ bừng mặt mà sung sướng. Không thể tin được cô ấy sẽ thấy cô đơn nếu không có mình thế rồi kể cả khi ở nhà hay ở công ty himuro cũng đều luyện tập vừa lắc trống vừa tưởng tượng ra cảnh bãi biển trải qua một kỳ tập luyện dài ngày cuối cùng cũng đã tới hôm đi du lịch tập huấn cho nhân viên mới buổi sáng đầu tiên họ sẽ phải trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đến chiều thì komori hào hứng rủ cả nhóm cùng ra bãi biển himuro không chịu được nhiệt độ cao nên cần trốn trong bóng dâm nếu không sẽ tan chảy nhưng cũng nhờ cái trống của Fujisuki mà anh đã có thể bình thản thưởng thức được cảnh biển tuyệt đẹp Fujisuki đã từng đến đây vào hồi cấp 3 rồi nhưng vì bão đổ bộ nên cuối cùng chỉ du rú trong khách sạn. Nên lần này cô đã tìm hiểu rất nhiều và tự tay làm vài cuốn sổ du lịch rồi chia cho anh một cuốn. Mặc dù không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt nhưng cô ấy lại rất mong đợi chuyến đi này. Vậy nên Himuro nhất định sẽ tận hưởng chuyến du lịch hết mình, cơ mà xít tí nữa thì gọi băng tuyết kéo đến. Người trong thú cưng vừa mới gửi ảnh con mèo Niamero cho Fujisuki nên cô khoe cho anh xem chung. Bất ngờ Fujisuki nói tôi yêu nó lắm bằng giọng Kansai vừa học từ năm chính. Làm anh sửng sốt bộ mặt đó của cô ấy đáng yêu chết đi được. Sau đó cả nhóm lại quay trở về tiếp tục công việc rồi đi tham quan vui chơi cùng các đồng nghiệp. Buổi tối Himuro đi chọn mua một con tượng Shisha đáng yêu nhất trong cửa hàng. Nhưng trùng hợp gặp Fuzutsuki cũng đang định mua con đó nên anh nhường cho cô. Vậy thì đổi lại cô muốn chọn cho anh một con khác và hỏi con này có dễ thương không? Thứ dễ thương nhất là cái người đang cầm con đó kìa. Himuro lỡ không làm chủ được cảm xúc khiến tuyết kéo đến, làm người đi đường còn tưởng đây là tuyết nhân tạo của khu du lịch thì thấy khoái lắm. Quả thật nó tạo ra một cảnh tượng rất đẹp, đêm xuống Himuro lại suy nghĩ về ngày hôm nay của mình thật sự hạnh phúc. Thế nhưng sáng hôm sau dự báo thời tiết thông báo Okinawa hôm nay sẽ đón đợt nóng kỷ lục trong lịch sử. Himuro tức tốc chạy vội đi mua kem và đá nhưng xui thay máy lạnh trong cửa hàng mới bị hỏng về phía ba người kia đang đi ăn sáng. Nghe tin Himuro sau khi xem dự báo thời tiết đã có biểu hiện lạ làm Fujisuki hiểu chuyện vội đi tìm anh. Hôm nay trời vô cùng nóng không lẽ anh ấy đã tan chảy rồi nhưng đúng lúc đó cô cảm nhận được một luồng khí lạnh và nghe thấy tiếng gọi nhỏ bé ở gần đấy. Hóa ra Himuro đang ẩn nấp trong một chỗ bóng dâm và cả người anh đã bị thu nhỏ vì tan chảy. Cứ như này sẽ không được tham dự buổi tập huấn mất. Himuro đã tra trên mạng thì chỉ còn một cửa hàng tiện lợi duy nhất cách xa hai cây số. Fujisuki liền bảo anh cứ đợi ở đó và cô lập tức chạy bộ đi mua kem và đá về cho anh. Nhưng hóa ra không phải chạy tận đến đó mà Fujisuki đã lấy từ món tráng miệng của bữa ăn sáng. Người ta đang liếm láp que kem ngon lành mà nhỏ này cứ ngồi nhìn chằm chằm bởi bình thường himuro cao lớn hơn fujutsuki rất nhiều mà hôm nay anh lại nhỏ nhắn đáng yêu như này cô biết một người đàn ông sẽ không vui khi bị nói như vậy nhưng anh đáng yêu đến nỗi fujutsuki chỉ muốn xoa đầu và đã liều lĩnh xin anh himuro đồng ý thì cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa mượt vừa mắt lạnh càng làm mặt anh đỏ bừng rồi bất ngờ himuro quay trở lại hình dáng người lớn làm fujutsuki giật mình thấy ngượng bội quay về ăn sáng để xóa đi bầu không khí khó xử Thế rồi trong giờ làm việc cô cứ nghĩ tới hình ảnh vừa xoa đầu anh ấy hồi nãy mà chả hiểu sao lại rất bối rối, thánh của chúng ta cũng không khá hơn là bao. Buổi tới cả hội cùng ăn nhậu no say vui vẻ với nhau, nhưng cô Mori khá tiếc một chuyện là hôm nay có buổi trình diễn pháo hoa. Nếu giờ mới đi thì sẽ không chọn được vị trí đẹp mặc dù rất muốn đi. Kết thúc buổi nhậu mọi người chuẩn bị về thì Fujitsuki lại muốn cả nhóm cùng đi dạo với nhau một chút. Nhưng chả hiểu kiểu gì cô lại kéo mọi người đi leo núi làm mệt muốn chết. Fujisuki cứ giữ bí mật mãi cho đến khi lên tới đỉnh nghe thấy tiếng pháo hoa bắn, họ mới biết đây là một điểm ngắm bí mật rất đẹp mà chỉ có dân bản địa mới biết. Cô đã tình cờ phát hiện ra nó trong khi viết sổ tay du lịch. Komori liền rủ cả nhóm cùng chụp một tấm kỷ niệm với nhau. Sau một hồi chụp rất nhiều ảnh, Fujisuki thử tìm xem có tấm nào đẹp không thì lại vô tình thấy một bức mình lỡ tay chụp Himuro. Riêng chuyện về tấm ảnh này sẽ là bí mật chỉ mình cô biết. Về phía anh thì ước gì năm sau lại được cùng Fujisuki ngắm pháo hoa nữa. Tập 3 Tính đến hôm nay bộ phận các nhân viên mới vẫn chỉ là tạm thời, nên bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức quyết định bộ phận. Nghe đến đây Himuro cực kỳ lo lắng vì sợ sẽ phải tách ra làm ở bộ phận khác Fujisuki. Lúc này chỉ biết cầu xin mấy cái dâu của đại nhân Niameiro cho mình cùng bộ phận với cô ấy. Về phía Fujisuki nhìn vào hình nền điện thoại của mình cô lại thấy lần đầu bọn mình thân thiết đến vậy và cũng thầm mong được làm cùng bộ phận với nhau himuro đang đợi từng phút từng giây cho đến khi thông báo phân công bộ phận đã được gửi tới ba cái tên đầu tiên trong danh sách cùng chung bộ phận là anh cùng với saejima và komori himuro nín thở để lướt tới cái tên cuối cùng là Fujisuki thì thánh sung sướng như lên mây cơ mà cho đến khi nhìn vào sơ đồ vị trí ngồi thì himuro như chết lặng đi bởi không những cùng ở một phòng ban mà hai người còn trở thành hàng xóm ngồi ngay bên cạnh nhau Thánh phê đến nỗi toát hết cả băng tuyết ra làm nhỏ, Komori lại khoái. Tối đó trở về nhà nghĩ tới những gì Fujisuki đã giúp đỡ và quan tâm đến mình, Himuro rất muốn làm gì đó để báo đáp ân huệ. Lại tình cờ nhìn thấy gợi ý về một nhà hàng bày tỏ sự biết ơn dành cho người ấy. Komori vốn là hậu duệ của yêu hồ nên rất thích ăn vắng đậu. Nhỏ thắc mắc món ăn yêu thích của Fujisuki là gì thì đúng lúc Himuro nghe lén được. Fujisuki là dạng người không kén ăn nên món gì cũng thích hết. Vậy là anh đã quyết định sẽ mời cô ấy đi ăn tối. Trong giờ làm việc Himuro nhắc đến các món Pháp, Ý, Trung, Hàn, Nhật, Việt Nam cô thích loại nào. Nhưng cái nào Fujisuki cũng thích cả mới kho chứ. Chỉ vì cái việc này mà suốt ngày hôm nay nam chính của chúng ta cứ chăn trở mãi. Về nhà anh tìm kiếm 50 nhà hàng tốt nhất ở Tokyo nhất định phải khiến cô ấy vui. Nhưng rồi đến công ty Himuro lại đông cứng cả người vì căng thẳng. Fujisuki nhận ra gần đây anh luôn như vậy nên ngỏ ý muốn massage giúp Himuro thư giãn hơn với khả năng massage đỉnh cao của mình cô bóp cho bàn chân anh ấy như muốn vỡ nát đến nơi. Himuro chỉ biết liên tục kêu lên đau đau. Rồi Fujiyuki động viên anh mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Đến nước này Himuro đã hít một hơi thật sâu và ngỏ lời rủ cô cùng dùng bữa tối với mình. Với lý do lúc nào cũng được Fujiyuki giúp đỡ rất nhiều nên muốn cảm ơn cô. Fujiyuki có chút khó xử nhưng đã đồng ý lời mời. Đến khi Himuro rời đi cô mới dám thắc mắc vừa rồi là một lời mời đi hẹn hò sao, về phía anh đã lập tức gọi điện đặt bàn ăn hai người. Bề ngoài thì lạnh cóng nhưng trong lòng đang nhảy nhót vui sướng, Fuzutsuki đã trang điểm nhẹ một chút rồi cùng Himuro tới nhà hàng ăn tối. Được cô ấy khen ngon làm anh thầm mừng trong lòng, thế nhưng cô cảm thấy lúc này không thể kéo dài cuộc nói chuyện được như mọi lần. Himuro đang nghĩ sao cô ấy lại có thể đẹp được đến vậy, nhưng Fujisuki lại thắc mắc anh ấy đang nghĩ gì và không biết có cảm thấy chán không. Ở bên cạnh một người không khéo léo như mình liệu Himuro có vui không? Hai người đều có suy nghĩ cần phải nói chuyện gì vui vui, nhưng rốt cuộc cả hai lại chả biết phải nói gì hết cả. Đúng lúc có điện thoại từ công ty gọi tới Fujisuki xin phép ra nghe máy một chút. Trong lúc đó anh nhân viên bắt chuyện hỏi Himuro hai người hẹn hò sao thật là đáng ngưỡng mộ, thánh của chúng ta đáp đúng là vậy quả thật hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Mà đâu biết Fuzutsuki vừa mới quay trở lại. Himuro hỏi cô đã nghe thấy hết rồi sao thì Fuzutsuki ngượng ngùng khẽ gật đầu. Xấu hổ đến nỗi anh chàng băng giá của chúng ta đã hoàn toàn bị tan chảy. Hôm sau tới công ty thanh niên cứ liên tục nghĩ về bữa tối hôm qua mà chẳng để ý Saejima đang bắt chuyện. Saejima phải trêu là Fujisuki kiềm mới làm thánh tỉnh trở lại vội ngẩng đầu lên ngay Trong khi Komori đang hỏi Fujisuki nghĩ sao về Himuro vì thấy hai người thường xuyên ở cạnh nhau Mà đâu biết hai anh chàng vô tình đi tới đang nghe lén bên ngoài cửa Nhưng Fujisuki ngây thơ trong sáng đến nỗi không hiểu gì về chuyện tình cảm cả Đến cả thông tin liên lạc Sở thích vào những ngày nghỉ hay kéo dài cuộc nói chuyện với anh ấy cô cũng không làm nổi Cơ mà Fujisuki phải thừa nhận là mình rất quan tâm đến mấy chuyện của Himuro muốn được cung đắp người tuyết và chơi trượt tuyết với anh ấy và thế là tan làm himuro đã ngỏ lời trao đổi thông tin liên lạc với nhau và hai người đã bắt đầu những tin nhắn đầu tiên fuzutsuki cũng cảm thấy thật mừng vì đã thân thiết hơn với anh ấy cô muốn chụp một bức ảnh con niamero của mình cho himuro xem cơ mà cái người đang ôm con màu mới là thứ cuốn hút nhất còn chưa kịp lưu tấm ảnh lại thì điện thoại đã đông cứng mất rồi sáng hôm sau ngủ dậy làm một tin nhắn chào buổi sáng giúp himuro tràn đầy sức sống để đi làm trên công ty anh tình cờ nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của Fujisuki là cảnh hôn hội phá hoa. Cảm giác thật mãn nguyện khi trong điện thoại cô ấy lại có mình. Nhưng Himuro đâu biết hình nền màn hình chính của cô ấy còn là tấm ảnh anh trong phiên bản nhỏ con. Giờ nghỉ chưa hai người đi mua chút đồ ăn cùng nhau. Cơ mà cái nụ cười của Fujisuki rõ là phạm quy nó có khả năng đốn tim người khác. Đúng lúc đó một anh chàng tóc đỏ tên Katori đang háo hức chạy về phía này và gọi to tên Himuro lâu rồi không gặp. Tập 4 Katori là bạn thở nhỏ của Himuro hậu duệ của Phượng Hoàng, anh mới được phân công vào bộ phận kinh doanh của công ty này từ tuần trước. Công việc trước đây Katori làm là một nghệ sĩ làm ra các tác phẩm tuyệt vời. Komori đoán lý do anh chuyển nghề sang công ty này là vì muốn đi theo người bạn thở nhỏ Himuro, đúng lúc đó một cô gái là Otonashi bước vào thì anh muốn mời cà phê, nhưng cô đang rất nghiêm túc làm việc và dục Katori mau quay lại làm thì thánh mới lon ton đi theo. Himuro và Fujisuki tình cờ va phải nhau đánh rơi hết giấy tờ của cô. Bất ngờ thấy tờ rơi quảng cáo phim điện ảnh Chú Mèo Con là một hoạt hình siêu nổi tiếng của thiếu nhi được dựng thành phim. Bị phát hiện thì cô thừa nhận mình rất thích bộ phim này vì nó đáng yêu. Hồi năm ngoái, Fujisuki đã đi xem bản chiếu giả phần 1 một, một mình giữa rất nhiều trẻ con. Vì muốn được biết nhiều hơn về cô ấy nên anh Himuro cũng xin đi cùng. Anh còn nhất định sẽ xem trước phần 1 ở nhà để hiểu nội dung thì Fujisuki cũng đồng ý trở về nhà bắt đầu xem phim và cố gắng để không đóng băng dạp phim anh nhắn tin cho fuzutsuki mới biết cô ấy cũng đang xem lại thế khác nào hai đứa đang xem phim cùng nhau cô sẽ đặt ghế ngồi vip cho cả hai và hỏi anh muốn ngồi chỗ nào himuro thầm nghĩ trong đầu chỉ cần ngồi cạnh fuzutsuki thì đã là chỗ vip rồi mà thế nào lại lỡ tay viết hết cả suy nghĩ ra cũng may xóa kịp đêm xuống anh lại nghĩ sau khi xem phim xong thì có nên dùng bữa không nhưng dù sao người ta cũng chỉ hẹn mình đi xem phim thôi mà Thế là Himuro lo lắng đến nỗi không ngủ được, đóng băng hết cả chân gối và Fujisuki cũng không khá hơn là mấy, ngày hôm sau hai người đã có mặt ở giáp. cứ nghĩ đến việc ở riêng cùng cô ấy vào ngày nghỉ lại gây hại tim cho anh, Saejima đang đi xem bộ phim khác một mình thì tình cờ phát hiện ra hai người họ hẹn nhau đi xem phim nhưng trùng hợp Katori cũng đến đây và thậm chí còn ngồi ghế ngay bên cạnh. Về phía Himuro thì không tài nào tập trung nổi dù mới xem phần mở đầu mà đã phân khích thế này sợ rằng sẽ tạo cơn bão tuyết mất. Thánh của chúng ta phim thì không thèm xem cứ ngồi ngắm Fujisuki thôi. Đến nỗi lỡ làm tuyết bay ra khắp phòng khiến bọn trẻ thích thú tưởng là phim 4D. Đến cuối cùng vì bộ phim quá hay nên Himuro đã bị cuốn hút vào nó, nhờ có Fujisuki mà mình có nhiều trải nghiệm mới mẻ đến vậy. Nhưng quay ra còn thấy cô ấy đang khóc vì cảnh phim cảm động, nam chính bắt đầu lúng túng đi tìm khăn tay rồi đưa cho Fujisuki. Cô khẽ cảm ơn và mỉm cười với anh khiến Himuro lại càng nghĩ mình thực sự yêu cô gái này quá mức. Vừa rồi nam chính cũng có khóc một chút nhưng tiếc là Fujisuki chưa được nhìn. Cô khá muốn biết khi anh khóc sẽ có hiện tượng gì xảy ra với băng tuyết nhưng Himuro giữ bí mật không nói. Anh muốn mời cô cùng nhau dùng bữa nhưng tiếc là vẫn còn sớm. Vậy thì Fuzutsuki rủ Himuro đi uống trà chiều trước khi ra về khiến Thánh vui vẻ lon ton chạy theo. Hai thanh niên kia thì vẫn đang xem cái bộ phim dài 3 tiếng rưỡi. Ngày hôm sau cả hai người này đều phải làm tăng ca, Himuro mới nghĩ tăng ca thật đáng buồn nhưng lại chỉ có hai đứa thì còn hơn cả tuyệt vời đi pha cà phê mà cứ mải tùng tìm cười đóng băng cả cốc cà phê nóng luôn. Tuy nhiên cả hai chỉ ngồi đợi điện thoại hồi âm thôi nên không có việc gì làm cũng hơi buồn chán. Thật ra hôm nay Fujitsuki được Komori mời đi ăn nhưng do phải tăng ca không đi được nên cô ấy đã mời tạm xa Ejima ngay sau đó là katori và otonashi cũng tới vì đã hẹn nhau saejima kể chuyện hôm trước tình cờ đi xem phim với katori nhưng hai cô gái chả hiểu sao lại đi xem thể loại phim ấy chứ saejima thích cái tính thời sự của nó và phim ấy cũng rất nổi tiếng còn Katori thì chỉ vì nghe nói cô Otonashi thích cơm trắng nên mới xem bộ phim liên quan đến lúa vào gạo ấy. Saejima còn kể có thấy cả Himuro và Fujisuki đi hẹn hò xem phim cùng nhau. Trong khi đó suốt từ nãy tới giờ thánh của chúng ta vẫn đang cố nghĩ cách nào đó khiến cô ấy vui. Thì bất ngờ Fujisuki dù cùng chơi nối từ nhưng rồi nghĩ lại thấy trẻ con quá lại thôi, cô ấy đáng yêu quá đi mất Himuro đồng ý chơi trò đó. Chơi một hồi Himuro lỡ dùng nhiều từ bắt đầu bằng chư su quá sợ sẽ làm khó cô ấy. Quả nhiên Fujutsuki đang lúng túng rồi và cô nối từ tiếp theo là Suki nghĩa là thích. Nhưng hóa ra lại là Sukiyaki cơ làm hết hồn, quay trở lại phía bốn con người này đang liệt kê ra những bộ phim hôm đó chiếu ở dạp để đoán Himuro và Fujutsuki đã xem phim gì. Nếu xem phim tình cảm cậu ấy sẽ bất ổn về cảm xúc làm loạn dạp mất mà phim kinh dị cũng không hợp lý nghĩ lại thì hai người họ đang làm tăng ca cùng nhau không chừng cùng nhau trải qua khó khăn họ sẽ xa vào lưới tình mất hai thánh thì vẫn chơi nối từ rất hăng say với nhau himuro chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi mãi cuộc điện thoại đã gọi tới có lẽ cô ấy sắp về rồi anh có chút hơi buồn nhưng vẫn chúc mừng mà không phải vậy fuzutsuki lại phải tăng ca tiếp trong lúc gọi điện thoại cô còn vô thức vẽ linh tinh trên giấy đáng yêu dữ Himuro không có khiếu hội họa nên vẽ con mèo nhìn y như con lợn vậy thì hai người quyết định chơi trò đố vui. Kotori không hiểu sao tự nhiên Fuzutsuki lại gửi cho mình một hình vẽ gì đó. Katori cũng vậy nhận được tin nhắn của Himuro đang khoe mới được cô ấy vẽ cho cái hình làm ảnh đại diện. Đúng hơn là hai người trao đổi vẽ ảnh đại diện cho nhau. Katori đứng bật dậy chúc mừng cho thằng bạn dường như đang có chuyện gì vui với cờ rút. Ba người kia rất tò mò không lẽ nhờ có khó khăn của việc tăng ca mà hai người họ đã đến với nhau rồi sao? Ngay sau đó Himuro và Fujisuki đã cùng nhận được cuộc gọi phản hồi kết thúc ca làm, anh muốn cùng nhau dùng bữa ở đâu đó trước khi về thì cô cũng đồng ý. Trở lại phía này Komori và Otonashi thậm chí còn nghĩ không lẽ họ đã đính hôn với nhau rồi sao? Tập 5. Lễ hội bánh mì mùa hè đang có chương trình thu thập nhãn dán tích điểm và đăng ký tham gia sự kiện để có thể mang cặp đĩa của bộ phim chú mèo con về và mỗi cái bánh sẽ được một điểm nên dạo này Himuro đang mua mấy cái bánh mì để ăn, Saejima bước vào phòng ăn thấy Komori ngồi một mình thì nhắc nhở váy của cô đang bị cái đôi vén lên rồi kìa. Nhỏ hỏi anh thấy rồi sao còn mắng đồ biến thái, chỉ cần lơ là một tí là tai và đuôi của cô sẽ bị lộ ngay. Saejima cho rằng cứ để nó lộ cũng được mà lại làm nhỏ trêu chọc anh muốn thấy quần lót của tôi đến vậy sao, nhưng méo phải vậy mà lý do chỉ là anh thấy nó rất dễ thương, nghe đến đây Komori đỏ bừng mặt và tim vừa có một phen đập loạn nhịp. Saejima phải nói là ý là chỉ riêng cái đuôi dễ thương thôi mới làm cô hết hú hồn, nhưng thật ra trong đầu anh còn nghĩ không phải riêng cái đuôi thôi đâu. Himuro thì đang thầm nghĩ muốn đạt được mục tiêu phải tích đủ 2 điểm mỗi ngày trong vòng 2 tuần. Không vông tiền mua quá phung phí mà chỉ vừa phải và cố làm sao tích đủ điểm tới hạn đăng ký. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy Fujisuki mới nghe quảng cáo TV về chương trình đổi phần thưởng này. Về phía Komori thì là một cô gái khá lụm thụ đồ đạc vớt bừa bãi quần áo giặt còn chưa khô nhất là việc trang điểm phiền phức tô son toàn bị lệch. Himuro trên đường đi làm thì gặp Fujisuki anh hơi ửng đỏ chào buổi sáng cô. Trong khi Komori vẫn còn đang phải vất vả với chuyến tàu đông đúc, thấy bạn có vẻ mệt mỏi thì Fujisuki đưa cho một lọ kẹo bổ sung calo. Trong đó còn có một món quà tặng kèm đó là con lửng. Đúng lúc Saegima cũng vừa tới công ty nhìn thấy món này anh thật hoài niệm về hồi nhỏ cũng hay siêu tầm. Ban đầu Komori đang có vẻ không thích nhưng nghe anh nói vậy cô dường như bắt đầu thích siêu tầm thứ này rồi và thế là hôm sau tiếp tục mua kẹo trúng thưởng nhưng vẫn chỉ là con lửng chợt thấy trên bàn có một con thỏ komori không đoán được ai để ở đấy nhưng cứ thế ngày qua ngày dần dần có thêm rất nhiều con vật khác khiến bàn làm việc trở nên thật dễ thương về phía Himuro thì đang tối cả mặt vì lỡ tính nhầm tiến trình tích điểm cứ thế này sẽ không kịp thời hạn mất thế rồi hộp kẹo hôm nay của komori là một con gà con vậy là đã sưu tập được đầy đủ rồi nhưng nghĩ lại thì từ nay sẽ không được người lạ mặt kia tặng quà nữa cô cũng thấy có chút cô đơn mà đúng lúc đó Saejima bước vào với một con gà con hóa ra anh chính là người lạ mặt kia chứ ai Saejima còn thông báo phiên bản thứ 7 cũng sắp ra mắt rồi và đặc biệt lần này có loài cáo mà Komori thích nhất cô rất vui sướng thắc mắc sao anh lại tốt với tôi đến vậy Saejima lúng túng đáp bởi vì tôi thích khiến Komori đang rất nóng lòng về từ tiếp theo nhưng hóa ra chỉ là thích cáo thôi làm người ta tụt cả hứng. Himuro thì vẫn đang thở dài nhìn vào tờ tích điểm của mình, nhưng bất ngờ Fujitsuki cho anh một tấm hóa ra cô cũng tích thứ này vì có thói quen ăn bánh mì. Himuro trong lòng như đang dậy sóng vô tình tạo ra cơn bão tuyết, vậy là đã đủ điểm đổi được một cặp địa anh tặng cho Fujitsuki một cái. Mở ra nhìn nó rất đáng yêu mà cô sẽ trân trọng thứ này. Katori bước vào có chuyện muốn bàn bạc với hai người đó là Otonashi ở bộ phận kinh doanh luôn lạnh lùng với mình. Katori lúc nào cũng bám đuôi cô ấy như cún chỉ vì muốn được giúp ích nhưng toàn bị bơ. Thật ra thì trước đây Otonashi luôn lắng nghe anh nói. Nhưng từ cái lần từng nói tôi sẽ là người đàn ông sắt cánh bên cô và ủng hộ cô đến hết cuộc đời. Cô ấy mới bắt đầu tránh mặt anh, Katori cảm thấy sẽ chết nếu bị Otonashi ghép bỏ mất fujutsuki thì nghĩ khác cô cho rằng cô ấy không hề ghét anh đâu vì katori luôn nỗ lực trong công việc nghe đến đây thanh niên lập tức biến thành phượng hoàng hồi sinh luôn mà đúng lúc cô ấy đến gọi đi làm việc katori không ngần ngại nói to tôi cực kỳ mê mẩn tiền bối otonashi cô liền mắng cậu đừng có nói mấy câu gây hiểu nhầm ấy nữa rồi lại bơ mà bỏ đi luôn fujutsuki thắc mắc là hiểu lầm sao thì katori đáp không hề đó là sự thật Trước đây anh đã từng là một nghệ sĩ không nổi tiếng và làm việc ở quán cà phê của một người bạn. Quán vắng tanh chỉ có duy nhất Otonashi là vị khách quen lần nào cũng tới một mình. Cô ấy cực kỳ nhanh nhẹn còn luôn vẫy tay chào Katori hẹn sẽ ghé quán ăn nữa. Và cái đôi chân nhanh nhẹn ấy chính là thứ đã khiến Katori thích tiền bối. Đó cũng là lý do anh vào làm việc tại công ty này. Đến khi nhận ra Otonashi là người có tinh thần tuyệt nhất anh càng thích cô ấy nhiều hơn. Ban đầu cô ấy luôn gắt gỏng và không thích một người thiếu kinh nghiệm kinh doanh và công ty nhưng katori đã phải cố gắng rất nhiều cho đến khi lần đầu được tiền bối khen thì sung sướng mọc cả cánh nhưng rồi vào một hôm trong cuộc họp có thông báo công ty kia sẽ chấm dứt giao dịch với công ty mình vì lý do khá khó chịu katori định sử dụng phượng hoàng để khuấy động không khí nặng nề của phòng họp thì bất ngờ otonashi đứng bật dậy nói thẳng tôi sẽ khiến các người hối hận khi chấm dứt hợp tác với chúng tôi rồi lập tức dẫn katori đi tìm khách hàng mới với dáng vẻ rất ngầu cô ấy thậm chí còn nhiệt huyết hơn cả phượng hoàng như anh nữa và rồi một thời gian sau cái dự án mà katori chọn lại phát triển thành dự án lớn việc kinh doanh giảm sút đang tiến bộ rõ rệt nhưng anh nói không phải nhờ mình mà tất cả là do sự chỉ dẫn của tiền bối otonashi không thấy cô ấy đâu katori liền đi tìm thì bất ngờ thấy tiền bối đang đứng lau nước mắt hóa ra ban đầu cô không hề tự tin là có thể thành công chút nào nhưng tất cả là nhờ vào sự phụ giúp của katori mà mọi thứ đã khác otonashi là người lúc nào cũng nỗ lực hơn bất kỳ ai khác thế nhưng cô ấy cũng lo lắng rất nhiều và mạnh mẽ Fujutsuki cho rằng vì ngày nào anh cũng nói yêu nên cô ấy mới không nghĩ đó là tình yêu thật. Vậy thì Katori muốn thử diễn đạt bằng cách trang trọng nhất xem sao anh lấy Fujutsuki làm mẫu luôn. Quay ra thấy thằng bạn đang cáu tiết đến nỗi bạc cả đầu luôn kìa và cái kết thanh niên bị đóng băng. Dù sao từ hồi đi học cậu ta đã luôn là kẻ chuyên đi gây rắc rối nên Himuro nghĩ sẽ ổn thôi. Nghe vậy Fujutsuki cũng ước giá mà mình được học chung trường với anh ghê. Trong đầu thánh của chúng ta bắt đầu tưởng tượng đến cảnh đôi bạn cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân. Được ngắm nhìn cô ấy mặc mọi bộ đồng phục thì còn gì bằng, nhưng đột nhiên Fujisuki lại nói dù sao như hiện tại cũng đã vui lắm rồi, làm Himuro phải che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tập 6. Giờ Fujisuki mới để ý bình thường hình như cô và Himuro không hay nhìn thẳng vào mắt nhau, anh mới thừa nhận bản thân không giỏi việc nhìn vào mắt đối phương cho lắm, Cô Mori nghe lén được liền trêu hay là anh thử nhờ Fujisuki huấn luyện đặc biệt cho xem sao. Vậy thì cô cũng đồng ý luôn và yêu cầu anh nhìn về phía mình. Việc của Himuro chỉ là nhìn vào giữa hai lông mày Fujutsuki trong 10 giây. Nghe đến đây anh thấy khá ngượng nhưng vẫn buộc phải làm. Fujutsuki rõ ràng là người bày trò với vẻ rất nghiêm túc vậy mà cuối cùng cô còn phải đỏ mặt hơn cả Himuro nữa. Himuro lập tức xin ra khỏi phòng rồi phải thốt lên cô ấy đáng yêu hết sức. Đúng lúc trưởng phòng tới tặng vé dành cho hai người đi chơi công viên mèo rồi nở một nụ cười đáng ngờ, khiến thánh của chúng ta tưởng tượng đến cảnh hai ông cháu đi cùng nhau nhưng hóa ra vừa rồi trưởng phòng mới được khách hàng tặng mà ông không dùng đến với lại biết himuro thích thứ dễ thương lại đúng lúc fujutsuki bước ra trưởng phòng liền gợi ý hai người có thể đi công viên mèo cùng nhau cô sẽ đồng ý ngay nếu anh không phiền thì himuro cũng không có lý do nào để từ chối bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng đón lấy tấm vé nhưng thực chất trong lòng himuro vui như ngày tết đến rất biết ơn trưởng phòng biết rằng đây là lần đầu fujutsuki tới công viên mèo nên anh muốn khiến cô ấy chơi thật vui bằng cách tìm hiểu kỹ hôm sau Komori nghe tin thì thấy khoái buổi hẹn hò của hai người cô còn có vé vào cửa cả năm ở đấy nghĩa là rất giàu kinh nghiệm rồi nhỏ đứng kể luyên thuyên một hồi về công viên mèo làm himuro sốc luôn giờ mới nhận ra khoảng cách thực lực là quá lớn khi anh không thể hiểu nổi một câu Komori nói thấy himuro tụt hứng cô liền bám theo động viên hãy cứ vô tư và lạc quan lên anh ơi lại vô tình bị fujutsuki nhìn thấy cô còn tưởng Komori thích đi công viên mèo nên định nhượng lại tấm vé cho bạn himuro lập tức đưa một ánh mắt tóe lửa ra hiệu từ chối ngay cơ mà fujutsuki ngây thơ còn muốn ba người cùng đi chung với nhau hết cách komori buộc phải cầu cứu saejima đi cùng bốn người thì đỡ hơn là ba người himuro vừa rồi như muốn đóng băng người ta đến nơi nhưng được thấy nụ cười của cờ rút anh cũng nguôi ngoài ngay và rồi ngày đi chơi đã đến nơi này đông nghịt toàn người với người lại vô tình thấy một cô bé lạc đường fujutsuki liền tới hỏi thăm thì em ấy đáp bị lạc mất bố mẹ himuro thầm nghĩ trong đầu cô ấy thật tốt bụng komori quay mặt lại thì không thấy hai người kia đâu Saejima tình cờ thấy họ đang dắt một em bé tới trung tâm trẻ lạc thì nghĩ nên để họ riêng tư rồi rủ Komori đi với mình thấy nhỏ còn đang suy nghĩ cái gì anh liền dí sát mặt thắc mắc đi với tôi cô bất mãn sao làm Komori đỏ bừng mặt đã tới trung tâm hỗ trợ trẻ lạc mà em bé kia có vẻ sợ cứ bám lấy fujutsuki vậy thì cô muốn ở lại đây cùng em ấy cho tới khi bố mẹ đến fujutsuki bảo himuro cứ rời đi trước nhưng anh cũng sẽ ở lại cùng càng ngày anh càng thấy cô ấy dịu dàng hết sức đến nỗi lại lỡ tạo ra người tuyết tung tuổi nữa. Rồi còn được cờ rút liếc nhìn với một nụ cười rạng rỡ khiến đám người tuyết cứ liên tục văng ra sau khi bố mẹ em bé đã đến hai người mới mở điện thoại gọi cho Saejima và Komori. Đúng lúc Saejima đang mua kem cho Komori nhận được cuộc gọi thì không thèm nghe làm cô rất thắc mắc. Anh lại dí sát mặt hỏi một lần nữa đi với tôi cô bất mãn lắm sao khiến Komori lại thấy ngượng gọi điện mãi không được fujutsuki mới xin lỗi vì rõ ràng anh đã rất mong chờ được tới công viên mèo vậy mà chỉ vì đi tới trung tâm trẻ lạc cùng mình khiến hai đứa giờ cũng bị lạc nhưng thật ra được nhìn dáng vẻ hạnh phúc của mọi người ở đây khiến tâm trạng anh đang rất vui hai người trò chuyện với nhau về những chú mèo dễ thương himuro rất muốn nói cả fujutsuki cũng dễ thương nữa nhưng đâu thể làm được lần này đến lượt một cậu bé do mải nô đùa mà chạy vấp ngã suýt thì khóc Himuro liền giúp đỡ em đứng dậy rồi xoa đầu đọc câu thần chú cho cơn đau biến đi. Cậu bé lại tươi cười vui vẻ mà tạm biệt chú, chuyện vừa rồi làm phu rút Suki phải nhận xét anh sẽ trở thành một người cha tốt. Ngay cả cô bé lúc nãy cũng đã rất vui khi chơi với người tuyết nhỏ của Himuro, nhưng câu nói vừa rồi của cô có lẽ đã khiến nam chính suy nghĩ rất nhiều. Dựa theo những gì tìm hiểu được trong sách thì anh thấy có một nơi rất đáng đến, hai người liền ghé tới ngay đó là một nơi được ngồi trên chiếc thuyền trôi nhẹ theo dòng nước chảy và ngắm nhìn các chú mèo trên thế giới vui đùa bằng nhiều cách sau đó lại cùng nhau ghé chơi rất nhiều nơi rồi ăn uống nghỉ ngơi mặc dù vốn không thích nơi đông người nhưng được ở cùng fujutsuki khiến himuro mới thấy công viên mèo thật sự tuyệt vời đến chiều tối cùng nhau ngồi trên cáp treo ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao fujutsuki cũng cảm thấy giống anh được nhìn những con người vui vẻ hạnh phúc kia khiến cô hạnh phúc lây Himuro thì vui sướng đến nỗi lại tạo ra tuyết rơi khiến mọi người bên dưới đều có vẻ rất thích thú, Fujitsuki muốn ghé qua quầy hàng lưu niệm ngắm nghía chút và cô có vẻ đang hứng thú với chiếc cốc đôi kỷ niệm, nhưng rồi lại lúng túng lo sợ liệu hai đứa dùng thứ này ở công ty có bị người ta đồn thổi không. Trong đầu thánh của chúng ta chỉ muốn thốt lên tôi muốn bị đồn thổi lắm đây, rồi Himuro dường như rất nghiêm túc có vẻ đã hạ quyết tâm muốn nói ra điều gì đó với Fujitsuki. Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu trong khung cảnh lãng mạn thì xui rủi kỳ đà cản mũi đã đến. Komori thông báo buổi diễu hành sắp bắt đầu rồi và cả nhóm cùng nhau ra ngoài xem, ánh đèn lung linh của những chú mèo tuyệt đẹp ngay sau đó là pháo hoa bắn sáng rực bầu trời. Mọi người đã xem pháo hoa cùng nhau hồi ở Okinawa và thật nhanh chóng lại có thể ngắm lần nữa. Vẫn là những bức ảnh chụp kỷ niệm hệt như hôm đó, trên đường về Komori kể về số trò chơi mà mình đã cùng Saejima phá đảo hôm nay. Cô còn bất ngờ tấn công lại bằng câu nói phá đảo toàn bộ khiến anh có gì bất mãn hả? Fujutsuki thì đang ra hiệu xịt cho anh Himuro tựa đầu vào vai mình ngủ, trở về nhà cô lại tiếp tục trò chuyện với Niamero như mọi ngày và có mua quả lưu niệm về cho em nó, rồi lại ra ngắm nghía chiếc cốc đã mua hôm nay cũng như cái đĩa cặp đôi đổi thưởng lần trước. Hai người đã có hai món đồ đôi với nhau. Tập 7 Hôm nay cả nhóm đang tâm sự với nhau về việc nếu chúng một tỷ yên sẽ làm gì, Fujutsuki sẽ tiết kiệm, Komori thì muốn mua vài cái chung cư cao cấp ở thành phố rồi cho người ta thuê để sinh lợi nhuận, thậm chí nhỏ còn bấm máy tính thì ra được đủ cho 1.800 năm có thể uống Starbucks mỗi ngày. Mà nhắc đến Starbucks gần đây đang dịp Halloween nên mới có vị bí ngô tiêu đen. Fujutsuki cũng rất thích nó nhưng tiếc là đông nghịt người xếp hàng không tài nào mua nổi. Nghe xong vụ này tự nhiên Himuro lại thèm uống ngang. Trên đường về hôm nay tình cờ gặp một quán Starbucks mà đúng lúc vắng khách, anh liền ghé vào mua 4 cốc vị bí ngô tiêu đen mang về nhân tiện Himuro vốn tạo ra băng tuyết rồi nên khỏi cần cho đá, trên đường đi thánh cứ hớn hở muốn được làm phu rút vui. Mà lại trùng hợp cô cũng đã mua bốn cốc rồi vì ban nãy có nghe anh nói muốn uống thử, thấy Himuro cứ giấu giếm cái gì phu rút Suki ngó ra liền bật cười không ngờ hai đứa lại ăn ý tới vậy. Thậm chí cô còn nói vài câu giúp anh không có cảm giác có lỗi khiến Himuro lại tạo tuyết nữa đem chia cho cả Katori với Otonashi và ông trưởng phòng thì vẫn còn dư một cốc. Katori liền mời Otonashi uống thêm một cốc nữa nhưng cô no rồi. Nhân tiện hôm nay giám đốc mới quyết định tổ chức tiệc hóa trang Halloween công ty. Giám đốc là hậu duệ của loài yêu quái Nurari Hion nên cô thích làm mấy thứ như bách quỷ dạ hành. Fujitsuki liền mời giám đốc một ly Starbucks. Người chiến thắng trong tiệc hóa trang sẽ nhận được phần thưởng từ giám đốc đó là 100.000 yên tiền mặt. Đơn giản vì cô rất thích lễ hội nên sẵn sàng vung tiền ra để nhìn thấy mọi người hoạt động sôi nổi. Cô Mori còn chưa kịp ý kiến gì mà quay ra đã thấy bốn người kia hừng hực máu lửa rồi. Vì cuộc thi lần này là hóa trang riêng giữa các phòng ban nên Katori và Otonashi sẽ hợp tác chiến riêng. Katori trước đây đã từng làm mặt nạ nên khoe ra cái của mình nói rất hợp với Otonashi nhưng nhìn mặt cô có thấy thích không? Trong khi cả nhóm đang chia sẻ ý kiến với nhau thì thánh của chúng ta chỉ mãi tưởng tượng đến cảnh Fujutsuki mặc những bộ đồ cosplay tuyệt đẹp. Cô đưa ra ý kiến về bộ trang phục bí ngô này thì hai người kia đều đồng tình luôn. Chỉ riêng Himuro như sang chấn tâm lý vì nó sẽ che hết gương mặt Jutsuki mất. Cho đến khi ra về anh xin phép đi mua bộ đồ bí ngô cùng cô nhưng buồn thay đến cửa hàng thì nó hết mất rồi. Giờ thì Himuro mới nhận ra món đó bán chạy nhất vào dịp Halloween này. Thấy nét mặt Jutsuki anh liền thầm chửi trong đầu quả bí ngô chó chết dám làm cô ấy buồn. Lập tức đi tìm hết tiệm này đến tiệm khác và thậm chí trên Shopee cũng bán hết sạch rồi không còn cách nào buộc phải chọn bộ khác. đang mải suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Fu đụng vào vai nói cho kẹo hay bị gẹo. người đâu mà dễ thương thế không biết vậy là hai người quyết định chọn bộ này. Himuro đã tiễn Fu về tận chung cư bất ngờ bị cô búng một cái lên chán. ai bảo hồi nãy tôi nói cho kẹo hay bị gẹo mà anh không mua kẹo cho tôi cơ. trong đầu thánh của chúng ta không thể suy nghĩ gì ngoài hai chữ đáng yêu được còn định mua kẹo cho người ta thật. Fu đã vào trong rồi mà Himuro vẫn đứng chôn chân trong tuyết chưa về với hiện thực đã đến ngày công ty tổ chức bữa tiệc một bữa tối sang trọng sẽ do bên tổ chức làm ba người này thì đã xong xuôi công việc hết rồi chỉ còn mỗi suki vẫn đang vướng bận cuộc họp khách hàng tự nhiên lại thấy katori đang ngồi ỉu xìu một xó thì ra anh lỡ để quên hết đồ hóa trang của nhóm mình ở nhà rồi giờ mà về nhà rồi đem đến đây phải mất hơn một tiếng cộng thêm một tiếng mặc nó vào nữa đây chính là trang phục katori đã thức trắng ba đêm để làm bảo sao lại mất thời gian mặc thế anh đã nói với otonashi đây là một bất ngờ nên chưa hề cho cô ấy xem Saejima lại thấy may là Katori đã quên đem chứ cô ấy từ chối là cái chắc nhìn không hợp Halloween cho lắm. Đúng lúc đó Fujutsuki nhắn tin thông báo đã xong cuộc họp đang trên đường trở về công ty. Nghe tin Katori quên mang trang phục cô liền nảy ra một ý kiến rất hay. Mọi người sẽ tận dụng mặt sau của giấy photo để tái chế và bảo vệ môi trường làm thành xác ướp. Saejima với Komori cũng đã thay trang phục ma cà rồng xong đang khen nhau rất hợp mà Himuro có lẽ mới là phong thái khác hẳn ngầu vô cùng trưởng phòng vào vai Đức Phật trả liên quan gì Halloween luôn. Ngoài ra các nhóm khác cũng có những ý tưởng rất độc đáo Katori với Otonashi đang hòa mình vào vai xác ướp. Nhận được tin nhắn của Fujutsuki Himuro với Komori liền đến phòng thay đồ. Vừa thấy cô ấy với máu chảy trên miệng thánh của chúng ta đã đông đá cả người, nhưng hóa ra chỉ là máu giả thôi cô muốn tạo chút điểm nhấn gây đáng sợ. Himuro lập tức xin ra đây giữ bình tĩnh một chút vì vừa rồi anh đã lỡ để lộ một mặt xấu. Nhưng Himuro đâu biết Fu đang làm ra một biểu cảm kỳ lạ lắm, Komori nhìn phát hiểu ngay nhỏ này đã say mê bộ dạng ngầu lòi của anh chàng Ma cà rồng ấy rồi, người đâu mà cute dữ vậy, và thế là suốt cả buổi hai người đều ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nhau. Đã đến giờ công bố kết quả cuộc thi hóa trang vị trí á quân thuộc về nhóm Ma cà rồng của bốn nhân vật chính, còn vị trí quán quân chính là cặp đôi xác ướp với bộ đồ mang ý nghĩa tái chế và bảo vệ môi trường. Nhận thưởng xong Katori với Otonashi rất ngại muốn chia đều phần thưởng cho mọi người. Nếu vậy cộng thêm 30.000 yên của chức á quân tổng chúng ta sẽ có 130.000 yên, cả hội người ta thì đang vui mừng chỉ riêng hai ông bà nội này vẫn còn ngại ngùng. Sau đó hai người tình cờ vào phòng làm việc gặp nhau, chuyện là do hôm nay đến muộn nên phu còn muốn tận hưởng không khí Halloween thêm chút nữa. Nên nếu anh không phiền thì chúng ta cứ mặc luôn thế này đi về cùng nhau, cơ rút đã ngỏ lời như vậy làm thánh của chúng ta sao mà từ chối được. Tập 8 Sắp Giáng sinh rồi Himuro muốn tặng gì đó cho Fujutsuki ghê. Tình cờ đi ngang qua tiệm trang sức anh liền ghé vào mua một món. Ở công ty Komori đang khoe mới chúng một chuyến đi trượt tuyết nên rủ Fujutsuki đi cùng. Cô từ chối vì không có kinh nghiệm trượt tuyết nhưng nhất định bị nhỏ lôi kéo đi lại đúng lúc himuro đến komori liền rủ luôn anh hãy dạy fujutsuki trượt tuyết thấy cô ấy đang chờ đợi lời đồng ý từ mình làm thánh của chúng ta sướng nước mũi và thế là bốn người đã có mặt tại khu trượt tuyết trước khi trượt himuro cần kiểm tra ván xem có vấn đề gì không thầm nghĩ trong đầu được trượt tuyết cùng người mình thích lại lỡ khiến bão tuyết nổi lên himuro trượt rất điêu luyện anh hướng dẫn từ cơ bản trượt đi xoẹt một cái sau đó phanh kít lại fujutsuki làm theo lúng ta lúng túng thì lăn đùng ra ngã đáng yêu chết mất Thật ra thì từ hồi nhỏ Himuro đã tự động biết trượt tuyết rồi cộng thêm việc giải thích bằng từ ngữ địa phương nên cô ấy không hiểu cũng phải. Komori liền tới gần dạy cho trước tiên cần cúi người về phía trước để không bị mỏi lưng, rồi để ván trượt thành hình chữ bát thì tốc độ sẽ giảm xuống cho an toàn. Từ từ dồn trọng tâm về phía trước và trượt. Saejima đi ngang qua còn trêu thánh của chúng ta cố gắng lên. Giờ thì Fujisuki đã biết trượt tuyết rồi Himuro không biết nhận xét từ gì ngoài tuyệt vời sau đó bốn người đi cáp treo để lên đỉnh núi fujutsuki nhìn thấy mấy vết chân nhỏ trên tuyết thì đoán là của hồ ly komori đáp đó là của mẹ mình đấy làm mọi người ngỡ ngàng nhưng nhỏ chỉ đùa thôi mẹ cô vẫn là người bình thường về phía himuro thì bố mẹ anh cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi và có một cô em gái học sinh trung học giờ mới nhớ ra hình như con bé đang làm việc bán thời gian tại một khu trượt tuyết nào đó fujutsuki nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về anh ấy mặc dù đã làm việc chung với nhau một thời gian đã đến với căn nhà trên đỉnh núi có bán món cà ri nổi tiếng thì thế éo nào gặp luôn em gái himuro cô bé giới thiệu mình là zuki min đang làm nhiều việc như người mẫu ảnh với streamer về lĩnh vực nhảy và trang điểm nhưng khi được hỏi xin tên kênh Yukimin lại không muốn cho người gặp thật ngoài đời xem, Saejima thử tra bừa tên cô bé thì ra kênh thật nó có số lượng người đăng ký rất nhiều. Hóa ra tại cái video nhiều view nhất lại là video em nó ăn uống rất nhiều nên xấu hổ. Fujutsuki nhận xét chị thấy dễ thương đấy chứ. Mà Yukimi nhận ra ngay chị Fujutsuki vì suốt ngày nghe anh trai kể lập tức bị bịt mồm. Con bé còn kể gia tộc mình rất dễ hăng hái quá mức nên không biết anh Himuro có gây rắc rối gì ở công ty không. Fujutsuki đáp ngược lại anh ấy còn luôn giúp đỡ chị ấy chứ và có Himuro ở công ty là một điều rất tuyệt. Yukimin nghe một hồi mà say mê chị gái này luôn rồi cô bé liền ôm chị như thể hàng của mình làm Himuro gen. Chiều tối cả nhóm bắt đầu bữa tiệc Takozaki Giáng sinh và Fujutsuki đã chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi bảo sao thấy hành lý nhiều thế. Cô lo sợ thể chất của anh sẽ không ăn được mấy đồ cay nóng nhưng đã là hàng Fujutsuki làm thì anh đây ăn được hết vậy thì nhỏ ghé sát tai thì thầm bà già noel này sẽ đặc biệt cho anh thật nhiều bạch tuộc nhé tạ ơn vì mình đã sinh ra trên đời để được lắng nghe thiên sứ nói như này takozaki mà fujutsuki làm cho mọi người rất ngon họ đã có một buổi giáng sinh vui vẻ đầm ấm thấy rượu đã hết cô liền ra ngoài mua thì himuro cũng muốn đi theo tình cờ thấy cây thông được trang trí rực rỡ đang phát sáng giữa bầu trời tối fujutsuki khen đẹp quá Himuro cũng thấy vậy nhưng không biết anh đang khen cái gì nữa rồi ông già Noel Himuro lúng túng lấy ra một món quà muốn tặng cô đó là chiếc chăn lông do mình suốt ngày thổi bão tuyết làm văn phòng lạnh cóng nên mới chuẩn bị thứ này fujutsuki đáp không hề lạnh chút nào hết miễn là được ở cùng anh thì trái tim cô trở nên ấm áp lạ thường giữa khung cảnh giá rét của thời tiết trên núi nhưng trong lòng cả hai đều không thấy lạnh chút nào cả Komori cũng đang đứng ngắm tuyết cùng Saejima cô nhận xét cảnh đẹp thật anh cũng khen đúng là rất đẹp nhưng không biết đang khen cái gì nữa chuyện là hôm vừa rồi sau khi mua trang sức thì đột nhiên nghe được mấy cô gái nói nếu nhận phải món trang sức mà mình không thích phía con gái sẽ cảm thấy thật tồi tệ đó là lý do himuro mới đổi qua chăn lông còn lúc này đây fujutsuki đang sử dụng nó đắp lên chân để giữ ấm cô còn nhận xét em gái anh rất dịu dàng và cả hình tượng himuro trước mặt em gái cũng khác hẳn mọi ngày trên công ty càng nói càng làm thánh phun ra bão tuyết nữa anh thầm nghĩ giá mà năm sau chỉ có hai người đến đây 9. Hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng trong năm, Himuro chợt tìm thấy trong tủ thật nhiều thứ là kỷ niệm giữa mình và Fujisuki. Vì gần như hết việc rồi nên giám đốc dặn mỗi người dọn dẹp bàn làm việc một chút là có thể ra về, mọi người cảm thấy hình như giám đốc có vẻ hơi mệt mỏi. Cứ nghĩ một người rất đam mê bách quỷ dạ hành như chị ấy hồi Giáng sinh phải tổ chức tiệc cuối năm cực lớn chứ. Saejima hỏi mọi người còn tài liệu gì không cần thiết nữa thì đưa anh đem vứt vào máy hủy một thể. Fujitsuki tình cờ thấy tờ giấy vẽ của mình và anh Himuro hồi trước thì hỏi có vứt đi không. Còn lâu thánh của chúng ta mới làm vậy, thậm chí còn muốn lưu làm bảo vật gia truyền ấy chứ, bị Komori trêu chọc làm hai người xấu hổ. Trên đường trở về Fujitsuki nhận ra hôm nay Himuro đã quên đeo găng tay, dù cho có là hậu duệ của nữ chúa tuyết thì đầu ngón tay vẫn bị lạnh. Fujitsuki thường nghe nói những người có bàn tay lạnh thì trái tim lại ấm áp trả bù cho mình tay luôn luôn ấm. Himuro lập tức phủ nhận ngay ý kiến đó mà khẳng định cô Fu Jutsuki vô cùng ấm áp, đang yên đang lành tự nhiên nhỏ nắm lấy tay anh hóa ra muốn truyền chút nhiệt ấm cho đôi tay lạnh giá ấy. Cô chỉ đùa thôi nhưng lại khiến Himuro sơ ý tạo cơn bão tuyết nữa rồi. Bất ngờ bị một đứa nhỏ nhận xét hai người kia đang chim chuột nhau khiến họ mới ngượng mà buông ra, rốt cuộc mặt cả hai lại đỏ bừng và người vui nhất chắc chắn là Himuro. Về nhà anh lại mở video top top của em gái lên xem nó đang làm content dọn dẹp hố tuyết cuối năm. Yuki Min dùng giọng điệu dễ thương của giới trẻ nhưng thánh của chúng ta méo hiểu nhỏ làm trò con bò gì. Bản thân Himuro thì vốn ngày nào cũng dọn dẹp nhà thành ra giờ chẳng có gì dọn luôn. Công ty bắt đầu nghỉ lễ từ ngày mai nghĩa là phải đến Tết mới được gặp lại Fu Jutsuki, đang ngồi nhớ cờ rút thì hú hồn con em gái vào gọi Onichan. Chuyện là Yuki Min sẽ phát trực tiếp đón năm mới nên tính làm còn tên làm tan chảy số người tuyết bằng với 108 phiền não nên nhỏ muốn nhờ anh giúp tạo một tay. Himuro tính từ chối thì con bé dơ ra vài tấm ảnh chụp chị Phu rút Suki thế là nắm thóp luôn ông anh sim gái rồi. Bất ngờ nhận được tin nhắn của Komori muốn cả nhóm cùng làm bữa tiệc online đêm giao thừa. Nhưng chẳng hiểu sao ăn nhậu mà chỉ mỗi Komori với Saejima là nói chuyện còn Himuro im thìn thít. Thì ra thánh đang ngồi nhà một mình nên không biết bộc lộ cảm xúc như nào. Phòng của Saejima thì trắng tinh luôn nhìn còn tưởng background ảo. Cuối cùng Fuzutsuki cũng xuất hiện do việc cài đặt hơi lâu xíu chỉ cần vậy Himuro đã tươi tỉnh hơn hẳn rồi. Bốn người cùng cạn ly chúc mừng một năm đã trôi qua, thấy Himuro với Fuzutsuki uống chung một loại nước Komori lại chọc gẹo hai người thân thiết nhau ghê. Nhân tiện Komori muốn xem bé mèo của Fuzutsuki nên cô liền đứng dậy đi lấy. Mà quê bé mất mình đang mặc quần thể dục thì vội vã xấu hổ ngồi phịch xuống, lại còn hỏi mọi người thấy rồi hả mới chết chứ hình nền thánh của chúng ta tự nhiên lại bao phủ đầy tuyết là biết đang nghĩ gì rồi nha Komori cũng tiết lộ luôn mình mặc mỗi cái quần đùi mà liền bị sa ejima mắng phải biết để ý đi chứ do katori không biết cài hình nền kiểu gì nên đã nhờ otonashi giúp vì vậy hai người mới vào phòng muộn đó là tác phẩm nghệ thuật anh đã vẽ hồi còn là nghệ sĩ riêng otonashi thì do phòng hơi bừa bộn nên cũng cài hình nền ảo Katori mới tắt nền đi cho mọi người thấy đống đồ vẫn chưa được dỡ ra đằng sau vì anh vừa mới chuyển nhà, do cái vụ để quên đồ ở tiệc Halloween nên Katori chuyển tới sống ngay sát công ty luôn. Toàn bộ mấy thùng này đều là tác phẩm nghệ thuật thánh còn lôi ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Himuro với Otonashi đang dần say bí tỉ rồi. Komori thì không uống nữa do lát còn phải làm việc. Katori muốn rủ mọi người ngày mai cùng đi lễ đầu năm mới nghe tin fujutsuki sẽ mặc kimono tới đó thôi himuro lại tỉnh cả người rồi nhưng chỉ tiếc là komori bận việc gia đình nên không thể đi cùng mọi người được rồi cô tắt máy nghỉ trước katori hỏi otonashi có định cầu nguyện chuyện tình duyên không thì nhỏ đáp thẳng luôn cầu sự nghiệp sau khi đã chốt thời gian địa điểm gặp nhau ngày mai năm người mới tạm biệt và offline nhưng chả hiểu tâm đầu ý hợp thế nào chỉ còn mỗi himuro và fujutsuki vẫn chưa chịu tắt máy Chào hỏi nhau thêm một vài câu cả hai mới chịu ngắt kết nối Ngày hôm sau Himuro lại là người đến sớm nhất do chờ lâu quá anh bốc thử hai quẻ bói xem sao, xui thế nào chúng ngay quẻ hung với đại hung chứ. Thậm chí lần thứ ba còn là siêu đại hung đờ mờ đen muốn váng cái đầu ghê mà giật mình tỉnh giấc thì ra chỉ là giấc mơ. Mặc kimono chỉnh tề vào Himuro liền tiến tới ngôi đền đã hẹn thì ba người đã có mặt chỉ thiếu Fujutsuki. Anh kể về giấc mơ đen đuổi hôm nay thì Otonashi động viên đừng lo vì giấc mơ vào sáng mùng 2 mới là giấc mơ đầu năm mới. Ngay sau đó Fujutsuki đã tới khoác trên mình một bộ kimono vô cùng xinh xắn. Mới mùng 1 đã được thấy nữ thần năm nay e rằng Himuro sẽ rất vui đây. Tiến vào trong vừa mới thấy có chỗ bán Takozaki Katori đã lon ton chạy đi khiến Otonashi phải đuổi theo. Thế là trong chớp mắt Himuro đã bị à không đã được bỏ lại ở riêng cùng với Fujutsuki giữa dòng người đông nghịt. Saejima đi theo nhóm Katori nhưng không muốn làm phiền không gian riêng của họ anh tự giác lủi đi. Katori gắp một miếng nói A à để đút cho Otonashi. Cơ mà nhỏ méo quan tâm tự cầm lên ăn mới cay chứ. Himuro vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu Fujutsuki xinh đẹp quá anh nhất định phải cầu cho năm tới lại được đi cùng nhau. Dòng người chen lấn xô đẩy khiến Fujutsuki ngã nhào thì Himuro phản xạ cực nhanh đã đỡ được. Được anh ấy kéo lên khiến cô có một cảm xúc lạ và ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm, rồi lại ngượng mà bỏ ra nhưng một lần nữa do bị xô đẩy nên Himuro tiếp tục nắm tay cô ấy. Anh bối rối đến độ đóng băng cả tay rồi và Fujutsuki cũng ngượng ngùng vô cùng nhưng càng nắm chặt hơn một lát sau đã gặp lại ba người kia thì họ thắc mắc sao hai bạn mặt đỏ cho thế mà trùng hợp thế nào lại gặp komori ở đây hóa ra ngôi đền này chính là nhà của bố mẹ cô và cô đang phải phụ giúp họ nhận thấy khoảng cách giữa himuro và fujutsuki đang ngày càng gần nhau hơn nhỏ khá là khoái bất ngờ sa ejima tiến lại gần muốn tặng komori một lá bùa hộ mệnh chuyện là do tưởng cô không đến nên anh mới mua tặng mà đâu ngờ nhà komori lại ở đây nên nếu cô không cần thì thôi làm gì có chuyện đó komori liền giật lấy nói mình rất cần rồi hai người ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, Himuro thì cuối cùng cũng được tới nơi cầu nguyện cùng Fujisuki và anh ước điều ban nãy đã suy nghĩ, chiều tối anh mới liều bốc một quẻ bói thì rất mừng khi nó là trung cát, nhưng sao dòng chữ hỗn loạn hệt như một cơn mưa bão lại đem tới suy nghĩ gì đó chẳng lành. Tập 10, ngay cả khi làm việc ở công ty Fujisuki cũng sử dụng chiếc khăn được Himuro tặng, đã thế còn nói thầm cái này ấm lắm làm thánh của chúng ta đỡ không nổi. Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi nhưng nhớ lại đôi khuyên tai mình đã mua anh vẫn không dám tặng bởi món này hơi mạo hiểm. Thời tiết dạo này mưa rất to Katori mới chạy việc bên ngoài nên ướt như chuột lột, nhưng vừa rồi được đi cùng Otonashi thì anh thấy cũng đáng. Tình hình này mọi người sẽ không thể về nhà được nên Komori đề nghị nhóm con gái cùng qua đêm ở khách sạn. Niamero ở nhà thì đã có máy cho ăn tự động rồi nên Fujutsuki cũng đi được, thấy Thánh Katori đang có ý định xin đi cùng Himuro lập tức lườm cho cái cấm tiệt. Mà vì nhà mới của Katori cách công ty có 5 phút đi bộ nên hội con trai sẽ tụ tập ở nhà anh. Vậy là đêm đó hai ông tướng quẩy game tưng bừng trong khi nam chính vẫn cứ mải nghĩ tới sinh nhật Fujutsuki. Komori thì vô cùng sợ sấm sét nên chui tịt trong chăn, không hiểu sao nhìn cô ấy giống Niamero hồi còn nhỏ ghê. Fujutsuki lập tức đề nghị nếu từ giờ bạn vẫn còn sợ sấm xét thì cứ liên hệ với mình dù là ở đâu cô cũng nhất định chạy tới. Otonashi thắc mắc chẳng phải Komori có bạn trai rồi sao là anh xa Ejima chứ ai, nhỏ lập tức trùng chăn che đi nét mặt ngượng ngùng mà phủ nhận. Được đà Otonashi lại cà khịa chẳng phải lần trước hai người từng đi ăn riêng sao, hóa ra nhỏ này vô tình nhìn thấy bữa đó. Komori giải thích chỉ là hai đứa tình cờ muốn tới cùng một quán thôi, giờ nhỏ mới đáp trả nói về vụ cái anh Phượng Hoàng cũng suốt ngày quanh quẩn theo chân tỏ tình với Otonashi. Cô phủ nhận ngay cho rằng cậu ấy chỉ là đàn em đang học hỏi mình thôi, nhưng cô Mori vẫn còn hơi đa nghi. Thấy hai người trò chuyện thân quá làm phu có chút ghen tị bởi bản thân chưa yêu ai bao giờ, trong đầu hai người kia đang cùng hiện lên một suy nghĩ về Himuro. Mà đúng lúc Himuro nhắn tin tới kể về nhóm họ đang cùng nhau chơi game, đấy ngoài miệng thì nói không có gì nhưng khi được người ta nhắn tin là cái mặt có khoái không cơ chứ. Himuro đã nhận được tin hồi đáp từ fujutsuki nhưng thánh vẫn còn chưa dám mở vì sợ đọc ngay sẽ bị người ta cảm thấy mắc ói đúng cạn lời với thanh niên này luôn cô ấy gửi tới tấm ảnh chụp hội chị em đang mở tiệc uống bia làm ba anh chàng ghen tị Himuro còn muốn làm con gái ghê cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của fujutsuki các cục người tuyết nhỏ đang động viên Himuro cố gắng lên mà lại trùng hợp thế nào gặp ngay cô ấy phía trước anh lập tức đuổi theo muốn bắt chuyện nhưng cả người dần bị đóng băng cứng đờ lại vì cảm giác căng thẳng không thể nhúc nhích Giật mình tỉnh giấc đó chỉ là mơ, lát sau tới công ty thì lại vô tình nghe tin hôm nay Fujisuki đã có hẹn đi ăn tối cùng bố mẹ rồi. Nếu vậy cần tặng quà sinh nhật trước khi tan làm, cơ mà suốt cả buổi làm anh chẳng có cơ hội nào do cứ bị yếu tố ngoại cảnh tác động. Nhưng sau một ngày quan sát cô ấy mới nhận ra Fujisuki được đồng nghiệp yêu mến ghê. Bất ngờ ngay sau đó cô ấy lại bắt chuyện với anh trước muốn bàn về tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Được cơ rút cảm ơn vì lời khuyên bổ ích của mình lại khiến Himuro thấy bối rối nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này được liền rủ fujutsuki cùng mình đi về hôm nay trên con đường tối với không khí giá lạnh của thời tiết himuro lại cảm thấy có lẽ không nên tặng món quà này đối với cô ấy mình cũng chỉ là một đồng nghiệp nam bình thường nên tặng trang sức thì rất không hợp lý càng lo lắng băng tuyết từ người anh toát ra xung quanh càng nhiều đến mức cây cối đóng băng hết nhưng thật ngạc nhiên fujutsuki lại khen himuro thật lợi hại cô thừa nhận hôm nay là sinh nhật mình nên muốn coi quang cảnh này là món quà sinh nhật anh tặng Đến nước này Himuro liền lôi món quà đã ấp ủ từ lâu ra liều lĩnh tặng cho cô ấy đó là một đôi khuyên tai bông tuyết. Ngay từ khi nhìn thấy anh đã nghĩ nó rất hợp với Fujisuki vội mua luôn và muốn tặng vào sinh nhật cô. Fujisuki liền đeo lên tai xõa tóc ra hỏi tôi đeo hợp chứ? Nhìn cái phản ứng của thánh là khỏi phải nói rồi. Tập 11. Himuro đang khoe với Saegima cuối cùng anh cũng đã nói ra được câu về chung một nhà với tôi nhé. Komori tình cờ nghe được thì khoái chí mới đó mà anh ấy đã rủ được Fujutsuki rồi, lập tức đi chúc mừng cô ấy ngay nhưng Fujutsuki chả hiểu cái quần què gì cả. Không lẽ Himuro ở chung nhà với người khác Komori lập tức đi tra khảo cơ mà còn bị thánh lường ngược lại, thì ra hồi nãy anh đang nói về con mèo hoang này cơ. Do một tháng gần đây thường xuyên bắt gặp ở gần nhà nhưng cứ bị hưng phấn quá độ khiến tuyết bay đầy người làm nó bỏ chạy. Mỗi tối Himuro đều cầu nguyện với bộ dâu của Niamero và luyện tập bằng chú mèo bông George. Cứ thế ngày qua ngày anh đều cố gắng bắt chuyện và cuối cùng cũng thành công khiến con mèo quấn quýt bên chân. Giờ thì Himuro đã kiềm chế được cơn bão tuyết khi ở cạnh mèo rồi. Thế nên câu nói về chung một nhà với tôi nhé là đang nói với con mèo, đồ đạc cũng đã mua sắm đầy đủ. Tình cờ Fujutsuki ghé vào biết tin thì thấy tội cho chú mèo hoang ngày nào cũng phải chịu lạnh, tìm được một mái ấm cho nó quả là điều tuyệt vời. Nhận ra mình có thể gọi Fujutsuki là tiền bối trong việc nuôi mèo tự dưng Himuro lại thích hứng thú lập tức xin senpai trên đường về hôm nay giúp mình đi chăm sóc bé mèo thì cô cũng đồng ý đã đến nơi thường xuyên gặp con mèo mà không thấy nó đâu hai người cùng đi loanh quanh tìm kiếm fujutsuki chợt nhận ra cảnh sắc có thể thấy lúc này thật tuyệt đã phát hiện ra con mèo himuro nói nó rất nhát nên phải cẩn thận fujutsuki nhẹ nhàng ngồi xuống giơ ngón tay ra thì con mèo tự dưng tiến lại gần cho vuốt ve lập tức trong khi thánh của chúng ta mất đến một tháng thậm chí nó còn không thèm cảnh giác và cho cô bế một cách dễ dàng nữa Himuro vừa ngưỡng mộ cô ấy giỏi trong việc ôm mèo và cũng vừa ngưỡng mộ con mèo được Fujitsuki cưng chiều nữa. Rồi cô ghé sát tai thì thầm anh Himuro là người tốt đấy nên mày cứ yên tâm nhé. Má ơi nghe câu này đúng đốn tim người ta. Mà Fujitsuki nhận ra bé này khá quấn người hình như là mèo ai đó nuôi. Vừa dứt lời thì thấy cái tờ tìm mèo cưng được dán trên cột điện. Hai người liền đem trả cho chủ thì được cô ấy cảm ơn dối rít. Chuyện là vì sợ hãi tiếng sấm sét nên nó đã cào rách lưới cửa sổ chạy ra ngoài trước khi tạm biệt chú mèo himuro dặn dò một câu phải ngoan đấy nhé sau đó cùng ra về với fujutsuki anh xin lỗi vì muộn như này cũng bắt cô đi cùng nhưng dường như anh ấy đang đau lòng hết sức về vụ con mèo thấy vậy fujutsuki liền rủ lần tới hãy đến nhà chơi tôi à nhầm chơi niamero của tôi himuro sợ mình sẽ thổi bão tuyết nhưng không sao hết cô tin anh sẽ làm được và thế là ngay chủ nhật tuần này được mời sang nhà cờ rút chơi thánh sung sướng muốn chết Sáng hôm đó Himuro đặt chuông dậy từ sớm và căn phòng thì ngập tràn bão tuyết. Nhưng lạ thay Yuki Min hôm nay cũng dậy từ sớm và tâm trạng có vẻ cũng tốt cơ mà nhỏ không tiết lộ lý do. Sau khi ăn mặc chỉnh tề Himuro đi mua một chiếc bánh cuộn kem tươi rồi lên tàu sang nhà cờ rút. Làm đồng nghiệp thì cũng tốt nhưng anh vẫn muốn từng chút một thân thiết hơn và trở nên đặc biệt trong lòng cô ấy. Nhớ cái hôm Halloween anh có mang đồ đến cửa chung cư tiễn phu nhưng giờ thì khác đã được vào tận nhà cô ra cửa đón khách trên tay vẫn là bé mèo Niamiro, dường như himuro cũng có thể kiềm chế được cơn bão tuyết rồi anh nhận xét nó còn đáng yêu hơn trong ảnh nữa con mồm lèo có vẻ cũng phản ứng tích cực lại với himuro anh tặng cô ấy chiếc bánh mới mua và trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi được bước vào nhà lần này không phải tuyết mà quanh người himuro tỏa ra toàn là bụi kim cương lấp lánh mỗi khi anh được tận hưởng niềm hạnh phúc cơ mà fujutsuki chậm tiêu lại hiểu thành himuro thấy hạnh phúc khi được con mèo đáp lại trong mắt nam chính đang có đến hai sinh vật đáng yêu lại còn được vào phòng của fujutsuki làm anh cảm động không nói nên lời cô đã mua món đồ chơi mới cho mèo và bế niamero ra cho nó đuổi bắt chuột nhưng thay vì hứng thú với món đồ chơi thì nó lại có hứng với cái hộp đựng hơn fujutsuki muốn chuẩn bị đĩa đựng bánh ngọt himuro cũng muốn giúp một tay nhưng anh vô tình va chạm bàn tay làm cô giật mình lùi người lại thấy vậy himuro lập tức xin lỗi cơ mà vừa rồi không phải fujutsuki cố tình né tránh anh đâu Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong một không khí bối rối để tìm ra câu trả lời cho hành động vừa rồi thì bất ngờ có tiếng chuông cửa phu suki liền ra mở hóa ra đó lại là Yukimin. Ông anh lập tức làm cái mặt khó chịu thì ra dạo gần đây em ấy thường xuyên ghé qua chơi ở nhà phu suki Vậy mà trùng hợp hôm nay cả hai anh em cùng đến, Thánh liền ra hiệu em gái đi về đi với một gương mặt thật sự đau khổ thì Yukimin cũng tính đi về thật cơ mà thấy món himuro đem tới là bánh cuộn kem tươi đủ cho ba người ăn fujutsuki mời hai anh em cùng thưởng thức luôn giờ thì hết cơ hội từ chối rồi Yukimin buộc phải ở lại trong lúc thánh đang đau nhói trong lòng thì cô ấy chốt ngay một câu muốn lần tới ghé qua nhà hai anh em chơi vậy là vẫn còn cơ hội được ở riêng cùng fujutsuki anh lập tức đồng ý ngay cơ mà vừa rồi đã không kiểm soát được bão tuyết nên ngay khi định chạm vào người niamero lập tức bị nó né xa Thánh buồn phát khóc luôn rồi thì Fuyuzuki giải thích không phải tức giận mà là em ấy đang có hứng thú với tuyết của anh mới đúng. Có lẽ nó cũng giống chủ rồi. Nghe câu nói hệt như thả thính này Yukimin lập tức đánh mắt về phía anh hai mà xui thay vừa rồi Thánh không nghe thấy. Sau cùng Himuro cũng vẫn làm thân được với Miro. Hôm sau tới công ty với một bộ dạng khả nghi Komori và Saejima đoán chắc đã có vụ gì mờ ám kể từ con mèo hoang anh kể hôm bữa. Tập 12 mở đầu tập phim là cảnh hai nhân vật chính hẹn gặp nhau tại nhà ga chờ tàu cao tốc. trong lúc chờ đợi họ ghé qua hàng quán mua chút đồ ăn. thấy Fujisuki chọn món cơm bạch tuộc vùng mũi biển Himuro cũng bắt chước mua theo. tất cả chỉ để được cô ấy nhận xét chúng ta giống nhau ghê. trong đầu thánh đang thầm sung sướng vì lại có thêm món đồ đôi thứ ba với cô ấy để trưng bày ở nhà. chuyến công tác lần này thật sự là một trọng trách nặng nề mà trưởng phòng đã giao cho hai người. Cái giây phút nghe tin được đi riêng với cô Fu hai ngày một đêm Himuro đã lỡ phủ cả tuyết lên đầu trưởng phòng. Cô kể bé mèo nhà mình thích chơi với Himuro lắm nên lần sau muốn anh ghé qua nhà chơi nữa. Do khách sạn mà hai người sẽ nghỉ lại không có phục vụ bữa tối nên anh đã tìm sẵn một vài quán ăn ở gần đó. Lịch trình khá dày đặc lại không quen đường nên Fu khá lo nhưng được đi cùng Himuro cô an tâm hơn rất nhiều. Đã đến nơi cũng vì tâm trạng tốt mà công việc với các đối tác hôm nay đều hết sức thuận lợi thế nhưng buổi sáng vốn himuro đã hơi bị cảm cộng thêm một ngày làm việc không ngừng nghỉ anh như kiệt sức khó khăn lắm mới có dịp đi ăn các món địa phương cùng fujutsuki nên anh nhất định tỏ ra là mình ổn cơ mà cố quá thành quá cố mất rồi thánh tan chảy thành cơ thể trẻ con vì mất sức fujutsuki không ngần ngại tựa đầu vào chán anh nhận ra himuro đã bị sốt khi bị ốm sốt không có cách nào trở lại cơ thể lớn được ngoài việc chờ đến khi cơn sốt hạ xuống nếu vậy fujutsuki sẽ hủy đặt bàn ở nhà hàng và quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi nói rồi cầm tay anh dắt đi với lý do trẻ nhỏ đi bộ vào buổi tối rất nguy hiểm. Himuro cảm thấy thật nhục nhã khi bị sốt trong chuyến công tác vì không thể để người bệnh ở một mình nên cô yêu cầu anh cùng qua đêm ở phòng này để tiện chăm sóc. Fujutsuki nhường giường cho anh còn mình sẽ nằm sofa, Himuro một mực từ chối nhưng cô nhất định không nghe. Bất chợt anh nhà ngã nhào vào người chị nhà cả hai nằm đè lên nhau trên giường với một tình huống hết sức chờ trêu. Không chỉ Himuro mà lần này gương mặt Fujutsuki cũng đỏ ửng lên rồi với tiếng hai con tim đập thình thịch. Thì giật mình có điện thoại từ trưởng phòng gọi tới anh bật dậy bắt máy để lại cô nàng với một cảm giác bối rối trong lòng. Trưởng phòng kêu Himuro gửi mail công việc thì Fujutsuki bắt anh lên giường nghỉ còn việc cô sẽ làm giúp cho. Himuro không biết nói gì ngoài cảm ơn và xin lỗi. Trong khi Fujutsuki đi mua thạch cho anh ăn thì Himuro tự trách bản thân thật tệ khi đã chiếm giường lại còn để cô ấy làm giúp các việc vặt có lẽ fujutsuki đã chán cái bộ dạng xấu xí này của mình lắm rồi vì quá lo lắng cho anh nên cô đi mua đồ rất lẹ rồi về thấy himuro nằm ngủ với một gương mặt đáng yêu cô khẽ chạm lên chán cầu mong anh sớm khỏe lại nửa đêm tỉnh dậy với cơ thể đã trở về như cũ anh thấy có lỗi khi để fujutsuki phải nằm trên ghế sofa trong bất giác himuro đã lỡ ngắm khuôn mặt khi ngủ của cô ấy muốn tham lam nhìn kỹ hơn một chút thì giật mình nhận ra hơi bị gần quá dặn lòng phải giữ chừng mực của một người đồng nghiệp và cứ thế himuro ngồi làm việc đến tận sáng hôm sau lấy cớ là ngồi viết mail hỗ trợ khách hàng nhưng Fujisuki thừa biết vì cảm thấy ngại khi ngủ trên giường nên anh mới dậy làm việc thanh cô trôi cãi nhưng cô ấy đã đi guốc trong bụng anh rồi nhân tiện đã mua rất nhiều đồ từ cửa hàng tiện lợi Fujisuki mời himuro cùng ăn chung vậy là đã kết thúc chuyến đi hai ngày một đêm nam chính vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian vừa qua chỉ muốn được ở riêng hai người cùng cô ấy thêm chút nữa thì bất ngờ một làn gió thổi những bông hoa anh đào bay ngang qua hoa anh đào hôm nay mới nở và hai người lại trùng hợp đang cùng nhau đứng tại nơi lần đầu gặp gỡ đã một năm trôi qua nhưng himuro vẫn cảm ơn một lần nữa về ngày hôm đó fujutsuki từ bé đến lớn đều bị nói là rất lạnh lùng và điềm tĩnh lại không có bất kỳ một bạn thân nào cô từng nghĩ sẽ sống cô đơn như vậy đến mãi về sau nhưng kể từ khi được gặp anh himuro mọi thứ đã thay đổi về phía anh cũng vậy là một hậu duệ của Yuki Onna nên chỉ cần cao hứng sẽ tạo ra băng tuyết. Cũng nhờ gặp gỡ Fujutsuki mà anh đã có thể chăm sóc cây cối đi biển vút ve mèo. Fujutsuki lại mời anh một chiếc kẹo cao su hệt như ngày hôm đó. Trở về công ty mọi người đang bàn nhau cuối tuần này sẽ tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào. Vậy là đã hết anime chàng băng giá và nàng lạnh lùng với thật nhiều cảm xúc ngọt ngào. Các bạn có thể tiếp tục đọc manga để theo dõi diễn biến tiếp theo nhé cũng như đừng quên like video và đăng ký ủng hộ để mình có thêm động lực ra mắt những bộ anime hay và đặc sắc nữa